Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình Laravel được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Laravel. Như các bạn biết là ở buổi trước chúng ta đã cài đặt Laracom để chuẩn bị môi trường để chúng ta có thể chạy được Laravel Framework. Thì ở video này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách để chúng ta có thể cài đặt Laravel ở trên máy của mình và chúng ta sẽ chạy cái chương trình đầu tiên được của Laravel. Thì để cài đặt được Laravel thì các bạn truy cập vào laravel.com. Thì ở đây chính là trang chủ của Laravel và phiên bản mới nhất của nó hiện tại đang là phiên bản 6.x. Thì các bạn có thể xem ở đây, chúng ta vào phần document thì các bạn có thể xem ở đây là 6.x. Đây, đó, đây là phiên bản mới nhất. Thì đây chính là toàn bộ document chính thống nói về Laravel, và ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó và chạy nó lên như thế nào. Ok, thì để cài được Laravel, đầu tiên các bạn mở Laragon lên, chạy Laragon lên. Như buổi trước tôi có nói là Laragon nó đã hỗ trợ cho chúng ta, nó setup và có đầy đủ môi trường để chúng ta có thể chạy được Laravel. Và cái yếu tố quan trọng để có thể cài được Laravel đó chính là Composer. Thì Composer là gì? Nó được dùng để quản lý các backkit của PHP. Nó là một cái tool được dùng để quản lý các backkit của PHP. Các bạn có thể gõ vào đây Composer thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả info liên quan đến Composer. Đây, đó, thì version của nó đang là 1.8. Đó, thì các bạn cài Laravel lên xong thì mặc định các bạn sẽ có Composer để chúng ta có thể sử dụng được. Thì ở trong này, đối với môi trường thì Laravel nó đòi hỏi như thế nào? Thì đối với Laravel nó yêu cầu ở bản 6.x này là từ PHP 7.2 trở lên. Các bạn có thể nhìn thấy. Ngoài ra nó yêu cầu là hệ thống của chúng ta, môi trường của chúng ta phải có những cái extension này: BCMash, CTile, JSON, MBString, OpenSSL, PDO, Tokenizer và XML. Đó, thì trong Laragon nó đã có đầy đủ những cái extension này rồi. Và đồng thời Laragon chúng ta đang dùng thì nó đang có phiên bản là 7.2.19. Nó thỏa mãn cái điều kiện này để chúng ta thể sử dụng được Laravel 6. Đó, việc cài đặt của nó như thế nào? Thì nó cũng giống như những framework khác thôi, nó đều sử dụng, tất cả những framework khác của PHP bây giờ đều sử dụng Composer để có thể cài. Thì trong Laravel cũng tương tự như vậy. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái Laravel Installer. Thì tôi không khuyến cáo cái cách sử dụng Laravel Installer, bởi vì cái này nó sẽ tạo ra một cái biến Laravel Global để chúng ta có thể sử dụng được cái lệnh này, lệnh Laravel này. Tuy nhiên thì tôi không khuyến cáo, bởi vì nó sẽ nặng, đặc biệt là khi các bạn sử dụng máy ảo thì nó sẽ rất là nặng. Chúng ta chỉ cần Composer là đủ để chúng ta có thể chạy được Laravel. Thì cách cài thông qua Composer trên document của Laravel nó nói khá là rõ. Thì đây là câu lệnh để chúng ta có thể thực hiện cài Laravel ở trên máy của mình. Thì bản chất của cái câu lệnh Composer này, nó sẽ kéo toàn bộ cái source code của Laravel ở trên GitHub về. Đây, mình giải thích thêm một chút thôi. Nó sẽ kéo toàn bộ cái source code của Laravel ở trên GitHub về. Thì các bạn có thể vào GitHub và nhìn thấy nó ở trên source code ở trên GitHub. Thì tôi sẽ vào GitHub. Tôi sẽ search Laravel. Đây, thì các bạn nhìn thấy chúng ta có một cái repository ở trên Git. Đây, đó, và số người đang sử dụng là hơn 17.000 người. Số lượt đánh giá sao là khoảng hơn 56.000. Đó, thì đây là toàn bộ source code của Laravel. Đó, phiên bản hiện tại là phiên bản 6.x. Thì nó sẽ lấy cái code mới nhất ở trên này về. Thì khi chúng ta sử dụng Laravel thì chúng ta sẽ cài nó thông qua Composer như thế này.
chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Laravel như sau. Ở đây tôi sẽ sử dụng công dự. Các bạn có thể cài cái Laravel Installer nhé, nhưng tôi thì tôi sẽ không khuyến cáo sử dụng cái này. Các bạn cần công dự là đủ. Đó, thì tôi sẽ thực hiện việc cài này. Tôi sẽ copy cả cái lệnh này vào đây. Và ở đây các bạn chỉ cần nhìn để ý một chút, đây là cái câu lệnh cố định để các bạn có thể cài và kéo số code của Laravel về. Và chúng ta sẽ đặt tên thư mục của mình khi tạo, khi kéo code về, và nó sẽ nằm trong thư mục mà chúng ta đặt tên. Ví dụ ở đây tôi sẽ là để là Laravel Tutorial. Đó, tôi sẽ kéo nó về như thế này. Thì quá trình cài đặt này nó sẽ diễn ra trong một vài phút. Thì các bạn có thể dành thời gian đó quay trở lại đọc của Laravel để các bạn có thể đọc qua về nó. Đó, thì ở đây Laravel nó có nói về cách config biến môi trường ở trong Laravel, và nó giới thiệu qua về cái cấu trúc thư mục ở trong Laravel như thế nào. Thì phần này thì mình muốn dành riêng một video để mình nói qua về cấu trúc thư mục ở trong Laravel, bởi vì nắm được cấu trúc thư mục này thì các bạn biết được là chúng ta sẽ làm gì ở đâu nó dễ dàng hơn. Đó, ngoài ra thì nó hỗ trợ cho chúng ta, nó có một cái gọi là home test, Laravel home test. Thì đây là một cái thư viện nó giúp cho chúng ta tạo ra môi trường server giống như là server thật. Ví dụ như ở thực tế chúng ta hay dùng CentOS để làm server đó, thì cái này nó hỗ trợ chúng ta tạo ra môi trường CentOS 7 chẳng hạn. Và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi chúng ta làm việc teamwork với nhau, đó là chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng chung một cái môi trường là CentOS chẳng hạn, và không quan trọng là máy của mỗi member, mỗi thành viên trong team là Windows hay là hệ điều hành gì. Đó, thì đây là cái điểm mạnh của thằng home test. Đó, ngoài ra nó có một vài cái tool deployment nữa, thì cái này mình sẽ chưa nói đến ngay, nó sẽ hơi phức tạp một chút. Thì ở video này thì mình sẽ chỉ tập trung hướng dẫn các bạn cài Laravel lên và chạy thử nó đơn giản như vậy thôi. Ok, chúng ta quay trở lại. Thì các bạn thấy là quá trình cài đặt của Laravel nó sẽ diễn ra như thế này. Thì trong quá trình này thì nó sẽ cài từng cái package, từng cái thư viện để phục vụ cho framework của Laravel. Tất cả những cái này đều là những cái core chính trong Laravel để có thể chạy được cái project với Laravel. Đó, thì quá trình cài đặt nó sẽ diễn ra một chút. Thì các bạn có thể ngồi nhâm nhi một vài ly cà phê, đó, rồi có thể là tìm hiểu thêm về đắp của nó. Thì mình cái tutorial này thì mình sẽ bám vào đắp của Laravel, tuy nhiên thì mình sẽ làm rõ nó hơn so với những cái gì mà Laravel đang có. Thì các bạn sẽ thấy nó chỉ ở mức cơ bản, còn khi mà các bạn làm thực tế vào thì nó sẽ có những cái chúng ta sẽ sử dụng hoặc là custom đi, viết đi, nó sẽ khác đi một chút. Và các bạn sẽ thấy là nếu chỉ có bám vào đắp này thì sẽ không đủ để các bạn có thể làm sâu hơn. Thì ở tutorial của tôi thì tôi sẽ làm rõ điều đó hơn cho từng cái concept của Laravel. Đó, phần này nó là nói về kiến trúc ở trong Laravel, kiến trúc của nó và cái gọi là request write cycle. Cái này là hầu như tiếp cận framework nào chúng ta cũng phải học cái này, tức là cái luồng bắt đầu của nó như thế nào và kết thúc của nó như nào, từ một cái request được gửi lên như nào thì nó chạy đến đâu, nó gọi cái gì và cuối cùng nó kết thúc ở đâu, kiểu như vậy. Thì cái này nó gọi là request write cycle. Thì các bạn hiểu được cái luồng hoạt động của cái framework này thì nó sẽ giúp các bạn hiểu và nắm được sâu hơn về cái framework đó, và các bạn có thể control được những thứ mà các bạn cần ở trong framework đó. Thì cái lifecycle này là cái vô cùng quan trọng. Thì ở trong các khóa Vue.js mình cũng nói về thằng này của Vue.js, và cái này cực kỳ quan trọng đối với thằng Vue.js nữa. Ok, quay trở lại đây. Đây, các bạn thấy là cái việc cài này nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ mạng của các bạn. Đó, nếu mạng của các bạn nhanh thì quá trình cài đặt nó sẽ rất là nhanh, còn nếu mà chậm thì nó sẽ mất thời gian một chút. Đó, tuy nhiên cũng sẽ không quá lâu,
cũng sẽ không quá lâu đâu. Chúng ta có thể mở cái folder www của thằng Laragon lên và chúng ta sẽ nhìn thấy thư mục đó, bởi vì nó kéo được code về khá nhiều rồi. Đây, Laravel tutorial đó, các bạn sẽ thấy ở đây. Thì đây là toàn bộ những file và thư mục có ở trong số code của Laravel đó. Và sau khi cài xong thì chúng ta hoàn toàn có thể chạy được Laravel luôn mà không cần phải có bất kỳ một cái config nào đó. Đối với một số framework trước đây như mình sử dụng Gen 1.x thì để chạy được nó thì thực sự là cực kỳ mệt mỏi. Có khi là nếu mà dành cho người mới thì họ có khi là mất cả mấy ngày để có thể config và chạy được Gen. Nhưng bây giờ thì hầu hết mọi framework của nó hỗ trợ rất là dễ dàng để chúng ta có thể chạy nó. Đây, các bạn thấy là quá trình cài đặt đã xong rồi. Đó, ok, mọi thứ đã xong rồi và nó đã báo successful ở đây khi mà set một cái key. Thì mình sẽ mở cái số code của cái thằng Laravel này lên. Mình sẽ mở nó lên như sau. Đó, các bạn sẽ mở cái số code của Laravel thông qua, ở đây mình sử dụng là SAPLATEX. Thì chúng ta sẽ vào phần Laravel www và vào phần Laravel tutorial. Chúng ta sẽ mở phần này lên. Thì các bạn sẽ thấy là có một cái đoạn đã ghi là key generate success này. Thì cái key này có nghĩa là cái gọi là cái mã nó gen vào đâu thì nó gen vào cái file .env là file môi trường của trong Laravel. Và tất cả bất kỳ project nào, ứng dụng nào chạy với Laravel đều phải có cái mã này. Đó, nếu không có mã này thì chắc chắn là sẽ không chạy được. Đó, thì mình sẽ chứng minh nó ở buổi sau. Thì video này thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm là chúng ta đã cài đặt được Laravel như thế nào. Thì đây, chúng ta đã cài đặt xong Laravel rồi. Và lúc này chúng ta sẽ cd đứng từ terminal của Laravel. Các bạn cd vào thư mục, chính là cái thư mục mà các bạn vừa tạo ở đây. Nó tên là Laravel tutorial. Các bạn cd vào Laravel tutorial như thế này. Đó, sau đó làm thế nào để chúng ta có thể chạy được Laravel đây? Như các bạn biết là đối với PHP, các bạn thường phải chạy thông qua localhost và các bạn chạy vào thẳng cái thư mục mà các bạn lưu ở trong htdoc của SAM, hay là đối với WAM thì là www, và đối với Laravel cũng là www. Và các bạn chạy tên folder name của các bạn, folder name như thế này. Nhưng hoặc là các bạn phải đi cấu hình domain virtualhost, extra virtualhost ấy, virtualhost, để các bạn có thể chạy được kiểu như vậy. Thì đối với Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta tạo luôn một cái server side để chúng ta có thể chạy được luôn với cái domain là localhost và với cái port 8000 như thế này. Đó, thì chúng ta bật, chúng ta chỉ cần chạy PHP artisan server như thế này là các bạn sẽ tạo ra được một cái domain với cái tên là localhost, hay các bạn có thể dùng là 127.0.0.1 và port là 8000, thì các bạn sẽ chạy được lên như thế này. Đó, thì đây là trang mặc định khi mà các bạn chạy Laravel lên, chưa có gì cả ngoài trang home như thế này. Đó, thì quay trở lại cái phần server này, thì đối với port 8000 này chúng ta hoàn toàn có thể set port cho nó, ví dụ tôi set là 9000 trừ port. Đó, thì tôi set là 9000 như thế này. Các bạn chỉ cần thêm chữ trừ port và port là bao nhiêu ở đây. Đó, thì lúc này tôi sẽ chạy 8000 thì sẽ không còn nữa, nó sẽ bị lỗi. Đó, nhưng tôi đổi sang 9000 thì các bạn sẽ chạy được. Đó, thì đó là cách để có thể start một server, start server cho project của Laravel. Đó, ok, thì video này tôi sẽ dừng lại tại đây. Thì qua video này tôi muốn các bạn nắm được đó là cách để các bạn có thể cài đặt được Laravel ở trên máy của mình thông qua câu lệnh composer như thế này, thông qua câu lệnh composer này. Và cái thứ hai tôi muốn các bạn nắm được là những cái điều kiện cần, hay nói cách khác là môi trường cần
Để có thể chạy được Laravel thì chúng ta sẽ cần setup môi trường có đủ những thông tin như thế này ở đây. Đó, các bạn có thể đọc qua một chút. Và cái cuối cùng là làm thế nào để chúng ta có thể chạy được Laravel, thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh pp artisan server và mặc định của nó là sẽ chạy với cổng 8000. Ngoài ra các bạn có thể chạy artisan server và có thể đổi cổng của nó thông qua câu lệnh này. Đó, thì sẽ giúp các bạn có thể chạy được project của Laravel lên như thế này. Và đây là trang chủ của Laravel. Ok, video này mình sẽ dừng tại đây. Bây giờ các bạn hãy cài đặt nó ở trên máy của mình và chạy thử nó lên. Xin chào và hẹn gặp lại.